Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Video lần này hơi dài cho nên mọi người cố gắng xem đến hết nha. Tour này mình đặt của Viettravel Travel khởi hành là ngày 14 tháng 2 và giá là 3.890.000 ngàn. Với giá này thì vị trí ngồi trên xe của mình là gần cuối xe. Giá tour là chưa có bao gồm tiền tip cho hướng dẫn viên địa phương với lại tài xế là 80.000 một ngày. Mình đi 4 ngày tức là 320. Bây giờ thì mọi người cùng đi tham quan với mình nha. Ngày đầu tiên á, thì chủ yếu là ngồi trên xe thôi. Mình đi từ thành phố đến cửa khẩu Mộc Bài, rồi sau đó là mình nhập cảnh và mình đi tiếp tục đến Siem Reap. Buổi sáng ngày đầu á, không có bao gồm trong tiền tour. Giữa đường á, thì họ có dựng ở một quán bánh canh cho mình tự ăn và tự trả tiền. Dạ, phía trước là cái cửa khẩu, dạ phía bên bên đây là của Việt Nam, qua bên kia là bắt đầu cái địa phận của nước bạn rồi gì à? Dạ, còn bây giờ kiểm tra lại giúp em túi xách, dạ hành lý, dạ cái vali của mình với cái phòng đấy vị mang xuống hết giúp em Phương. Làm thủ tục hải quan xong á, thì mình đứng chờ để cho xe qua. Qua hải quan của Campuchia thì mình không có cần phải đem hành lý xuống mà họ sẽ giữ lại hộ chiếu của mình ở đây, họ đóng mộc và trả về hải quan Việt Nam. Nếu như mình sợ, mình có thể yêu cầu hướng dẫn viên lấy hộ chiếu lại. Em Phương cũng là của mình đó nha. Rồi bắt đầu mình sẽ tỉnh thứ tư, đó là tỉnh Kompong Thom. Đi tỉnh Kompong Thom đó là tỉnh nằm trung tâm chính giữa bản đồ của Campuchia. Đi Việt Nam cũng xa mà đi Lào cũng xa mà đi Thái Lan cũng là xa. Và thứ năm đó là Siem Reap. Thì Siem Reap hiện nay thì người ta nâng cấp lên là thành phố Siem Reap thôi. Thì ở Campuchia thì có được 25 tỉnh thành và có một thủ đô. Thì có một thủ đô và có được ba thành phố. Cái thứ nhất là thành phố Pelin, cái hai là thành phố Kem, cái thứ ba là thành phố Siem Reap. Thì thành phố Siem Reap những cái bãi biển thì quý vị cũng biết rồi, đó là gần cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam mình. Thì có một thủ đô đó là thủ đô Phnom Penh. Thì Campuchia thì có Campuchia là có 181.030. Da lấy xương thôi, da tây bò thiên nhiên mà. Mà thấy không, nó tự nó đi ăn không à. Bò ở Campuchia này 6 tháng no, 6 tháng đói. Tại vì 6 tháng mùa mưa, họ có cỏ, có nước. Lúc này là đoàn mình dừng ăn trưa. Anh hướng dẫn viên nói là tỉnh này là một trong những tỉnh nghèo nhất ở Campuchia. Đồ ăn ở nhà hàng này nêm nếm rất là ngon và vừa miệng, hợp khẩu vị với người Việt. Xin mời cô chú chị mình tỉnh dậy gần tới cái động và để cho cô chú chị mình chúng ta xả nước cứu thân. Dạ, nam bên nữ bên, dạ nam thì lắc bên. Trên đường đi tới Siem Reap với những khách sạn thì đoàn mình ghé thăm một cây cầu cổ tên là Kampong Kadei. Mình không biết mình đọc có đúng không nữa. Cây cầu này được xây từ thế kỷ thứ 12 và được xây từ những cái khối đá rất là lớn, được chạm khắc những hoa văn cực kỳ tinh xảo luôn. Để phức thanh nữa ta. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe mệt mỏi thì cũng về được tới khách sạn. Thì đoàn mình ăn tối xong rồi lên nhận phòng. Với giá tour này thì khách sạn này là khách sạn 3 sao. Nhưng mà mình lại thấy trên card visit của họ là để 4 sao. Đồ ăn tối là cũng là các món nêm nếm gia vị giống như Việt Nam, rất là ngon. Quay.
Sau bữa tối họ chở cả đoàn đi chợ đêm, nhưng mà tiền xe là mỗi người đóng thêm 50.000 để chở đi chở về, tại vì cái này mình nhớ là phải chở sẽ đi tham quan ba ngôi đền Angkor Wat, Angkor Thom với lại một ngôi đền nữa mà mình không có nhớ tên. Là ngôi đền thứ hai là ngôi đền Bayon. Bayon là người ta kêu Angkor Thom ấy. Angkor Thom có tiếng Angkor, tiếng Thom là một tiếng rộng lớn ấy. Đó là ngôi đền Bayon. Sau đó là ngôi đền thứ ba là ngôi đền Tạp Rung. Ngôi đền Tạp Rung quý vị mà đã coi trên mạng rồi đó, cái chỗ đó là cái rễ cây mọc nó mới gồm rất là to, rất là nhiều. Đó là cái bộ viên hôn của đội đóng tại bí mật ngôi mộ cổ quý vị. Đó, ngôi đền thứ ba là đó là một cái ngôi đền bí mật ngôi mộ cổ, đó là ngôi đền Tạp Rung. Thì ngôi đền mình tham quan ngôi đền Tạp Rung rồi thì mình làm gì nữa vậy? Đây là mình vô đền, mình chưa vô đền nữa quý vị, mình đây mình xuống xe chụp ảnh, mình di chuyển theo anh Thi. Sau đó mình chụp ảnh xong rồi mình lên xe, mà nhớ là chụp ảnh này làm gì, tấm ảnh làm kỷ niệm, nhớ là cười quý vị. Cái máy ảnh này thấy hàm răng không chụp, không thấy răng không chụp đâu, mình nhớ là cười sao. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong đây để mình chụp hình làm vé để mà vô đền. Vô đây xếp hàng chụp hình, vô đây chắc không còn quay phim quá. Xây trên diện tích 200 hecta, xem đó xong rồi qua đây xem cái đền bay do này khoảng là nửa tiếng thôi cho xong. Vì sao? Vì khúc trên này đó đang tu cho nên thì mình đi cái vòng dưới này thôi để mà đẹp. Bây giờ em cho hiểu luôn, hai cái thủ đô này Việt Nam cho rằng đế thiên và đế thích nhé, đấy nha, đế thiên và đế thích thì có hai triều đại vương mạnh nhất của đế chế Âu Cổ đúng thế kỷ 12, thì hai thủ đô này nó mạnh, một hướng đi theo Hindu đó là đế thiên các bạn nhé, Angkor Wat đi theo Hindu, và rồi cuối cùng thì vua Che Warman thứ bảy ông ta đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy hai thủ đô này ông chú và ông cháu xây, lúc mà ông chú đang làm vua là Angkor Wat, ông này tên là Surya Warman thứ hai đang giữ cái vòng đất trong pa thì còn ba năm nhân tháng nữa nhé, đúng thế kỷ 12 thì vua Surya Warman mạnh nhất, nhưng mà ông này là tướng, ông Che Warman thứ bảy là tướng. Lúc mà ông vua Surya Warman 37 năm trị vì, ông ta xếp đá Angkor Wat xong thì ông này mất đi, rồi ông vua Che Warman thứ bảy từ hình một Maharaja trở về nước. Vì sao? Vì lúc mà ông Surya Warman thứ hai đang đứng ngôi đó, một giai đoạn đó thì ông bảy này lấy con nuôi từ Champa sang đây. Năm 1113 thì ông này xây Angkor Wat cho đến năm 1100. Phnom Penh cho đến thế kỷ 19 này chị. Thế kỷ 19 năm 1863 Pháp sang đây. Thời thuộc Pháp Đông Dương quý vị. Pháp sang Campuchia từ năm 1962. Cái tảng đá UNESCO người ta xếp ra, người ta để cái sợi dây chặn đường đó không có được leo nhóm vậy nha. Vì cái tảng đá này cái cục đá này nó rơi xuống từ trên đó. Rồi,
Chụp bằng nào? Chụp bằng điện thoại, chụp bằng máy chụp hình á. Chụp máy chụp hình á. Đi nhà hướng dữ quá anh. Vậy như nó đi bên cổng kìa phải không? Hoạt đồ nổi quá. Đúng rồi, bên kia kìa. Về luôn. Hai ông này chỉ xíu thôi. Dạ. Nó dựng cái cầu. Cưới không ta kịp cưới con trái con dâu chú rể quay qua nết người ta chụp cưới chụp lý được nhưng ngoài cảnh này cũng nát rồi. Anh giờ đi đâu có ekip đi theo luôn anh. Giống người nổi giống người nổi tiếng của anh à. Cái nào lấy ra, cái nào đẹp thì mình lấy. Dạ. Giống như là sơ lát. Chụp đẹp lắm. Đứng ở cửa sổ đây nè, chụp ra rất là đẹp. Đó. Mình đi lên trên tháp luôn ơi. Rồi cái mình đi xuống xuống. Đúng rồi. Phải không? Đi lên trên đó nữa. Đi.
Chắc mình đi vòng vòng dưới đây thôi, đâu có ai cho lên cái đỉnh đó đâu. Lên mấy cái tầng ở trên trong đó đó. Có đường không? Có đường đi chẳng. Mưa rồi. Mình cứ nói ra là mình đi ra đó. Chắc mình nhắm cái cổng chính đi ra thôi. Chính đi đứng thôi. Không có cách mình làm, chỉ có cách thôi. Đây là cái hồ chứa nước. Bây giờ không chứa nước được nữa, tại vì đất sét hết rồi, hồ không bịch được nước. Gì? Cái hồ chứa nước à. Mà không chứa nước được nữa. Nhưng mà hồi xưa nó nói là kiểu người mẹ không cho phải lớn rồi đó. Từ Bình Thuận Phan Rang Nha Trang chuyển qua đây để cứu nước. Lúc đó nhà Lý của Việt Nam mạnh lên thì lấy Champa. Rồi cái vòng đất Champa này đi chị em cô bỏ từ đó đến nay luôn nha các vị nha. Vâng. Đây rồi năm 1181 vua thứ 7 thì đánh Champa thất bại rồi ông ta làm lễ đua ghe nha các vị nha. Cái cửa này là cửa đua ghe. Như vậy là miền Tây hình như là Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang có cái lễ này. Vào tháng 11 người ta làm lễ đua ghe nha quý vị nha, bơi thuyền. À. Vâng. Cái đó là tháng 11 nha. Cả Campuchia có lễ đua ghe này từ thế kỷ 12 cho đến nay luôn. À. Đó là truyền thống. Rồi mình đi theo đoàn chưa? Rồi em xin lỗi trước nha, cái vị nào thì có ông thứ 8 nha, em xin lỗi. Rồi cái vị trí này hồi nãy em vẽ đó là có 3 khúc nha các vị, 3 khúc á, khúc trên này là Shiva, nhưng mà một cái linga này có một khúc thôi nha các vị nha, đó là tượng trưng cho Shiva. Rồi cái ngôi Yoni này đó là tượng trưng cho bà, ông thì nằm ở trên, bà thì nằm ở dưới này. Như vậy là người ta đọc kinh nha, người ta lấy cái nước á, ở bên kia có một cái giếng nước á, người ta đổ nước lên, người ta xin thuốc nha, nước thánh, người ta đọc kinh. Upma Maheswara là ai biết không? Upma là bà của thần Shiva, Maheswara là của tên Shiva, các vị nha. Ông này có tên là Shiva, Iswara, Maheswara, có tên nhiều lắm nha các vị. Nhưng mà cái vị trí này là... Nè sao á? What we bring to the museum.
lên ngồi đại mà nó sẽ mở mặt ra cho người ta coi. Bộ cáo này đâu để vô túi rồi hả? Em nhét vô túi rồi. Nè, có khẩu trang không? Nè, có khẩu trang không? Bụi, bụi quá, hơi bị bụi đó. Sẽ em đeo khẩu trang đi. Nè, 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 mua cái quần, quần màu trắng em. Dép còn rửa được chứ vậy thế về nó chà được chứ đâu giờ nó chà được không có bụi không cũng dơ mồ á Bữa trái vậy? Bữa trái.
Lúc này là cũng bị hối rồi cho nên tụi mình phải tìm đường ra xe để đi ăn trưa. Buổi trưa hôm đó thì cũng các món ăn na ná giống như ngày đầu cho nên là mình không có quay. Đồ ăn thì cũng khá nhiều và nêm nếm vừa miệng luôn. Mình đặc biệt thích món cá chiên của họ. Kế hoạch buổi chiều là đi ngắm hoàng hôn ở Angkor Wat. Nhưng mà trời bất ngờ mưa mà lại mưa kéo dài nữa cho nên là cả đoàn mình nghỉ ngơi ở tại khách sạn thêm một tiếng. Rồi buổi tối thì chỉ đi ăn tối thôi. Cái này là cái điều mà mình tiếc nhất trong tour luôn, là không có được đi ngắm hoàng hôn, tại vì nghe nói cực kỳ đẹp luôn. Buổi tối của ngày thứ hai thì cả đoàn sẽ đi ăn buffet. Trời ơi. Rồi mình sẽ hẹn tới nhà dùng cơm, chuẩn bị mình vô dùng cơm để cúc hê, cúc hê. Còn mẹ hơi cúc hê, dắn hê. Không có nóng. Cái dấu hiệu quá. Nhà hàng không gian khá là rộng rãi và các món ăn thì được bài trí nhìn rất là đẹp. Cũng có khá nhiều món ăn và nền nêm nếm thì rất là ngon. Nhưng mà lại không có nhiều món hải sản lắm.
Nhà hàng cũng có tổ chức các tiết mục múa apsara để phục vụ cho thực khách. Sau bữa tối, tụi mình quay trở lại cái khu chợ đêm mà tối hôm qua đã đi để đi massage chân bằng cá. Mình phải kịp ghế gì lắm đó nha. Giá massage là 3 đô Mỹ một tiếng và được tặng kèm một ly bia hoặc là một chai nước suối. Ban đầu thì là nhột lắm luôn, nhưng mà sau đó thì mình cũng dần dần quen. Sau một tiếng á thì bàn chân của mình là nó siêu mịn luôn. Rồi tụi mình đón túc túc đi về khách sạn. Nếu mà đổi ở Sài Gòn là một riêu có 5 thì cái chương trình là dắt trưa nay là dùng cơm xong, rồi trưa nay là dùng cơm xong, rồi sau đó thì Khanh coi giờ dắt rào thì Khanh coi đi tham quan. Tại vì hoàng cung ở đây họ mở cửa lúc 2 giờ, đóng cửa lúc 4 giờ, mình phải tranh thủ. Đó, hoàng cung giờ chùa Vàng Cờ Bạc, cung điện Hoàng Gia là chung một khu vực. Trên đường tới Phnom Penh thì đoàn ghé ngang chợ Côn Trùng, nhưng mà chỗ này mình thấy giống như cái trạm dừng chân hơn là chợ, tại vì chỉ có lát đác một vài người bán. Mấy anh hướng dẫn viên dặn là đừng có ăn côn trùng ở đây, nếu không quen bụng là mình có thể bị bắn pháo bông. Và tới Phnom Penh rồi, đường phố nhìn thì đúng là khác hẳn. Nhà
nhà cửa sang sát hơn với đường phố nhìn hiện đại hơn. Buổi trưa của ngày thứ ba thì cả đoàn dùng cơm ở tại một nhà hàng Việt Nam. Cũng như các bữa ăn kia thì bữa này là đồ ăn cũng khá là nhiều và nêm nếm vừa miệng tại vì chị chủ là người Việt Nam luôn. À, cái Khmer đỏ đây các bạn, kêu ăn bữa đây ở đây. Dạ, kêu ăn kêu gì, tám mấy tuổi mà kêu ăn. Chết quen luôn. Bây giờ chưa nữa. Ở đây là cam mày được. Qua Thái Lan là cam không cho, phải xin phép. Thái Lan là... Ủa mà dưới 250 gram cũng vệ sinh thôi anh? Ừ, vệ sinh. Hôm bữa anh có cái đoàn khách đồng tâm đi á, ta mang cái máy là cam theo. À, bên hải quan Thái Lan ta không cho nhập cảnh mang cái đó theo. À. Qua bên đó muốn là cam thì mình xin giấy phép của họ là nó được. Hát từ từ, từ quay, tắt xe lùi, xe lùi, xe lùi. Ủa đi đâu rồi? Nè đi nè. Phải không? Ờ đúng rồi. Đang mình nè. Dạ, có anh thử vừa là ở vua Campuchia, có anh thử không? Cho thử không anh? Cho thử là thử liền á. Thử mất chắc rồi. Đúng, mình ta làm cái bóp, cái móc ở sau lưng, ta móc tới cho có ngay thôi, chứ nó bự lắm. Còn nhiều quá ha. Còn dạ. Hoàng cung của Campuchia thì cách với lại chùa vàng chùa bạc là có một cái hàng rào thôi. Đây là chùa vàng chùa bạc, nhưng mà anh hướng dẫn viên anh nói cái tên đúng là chùa Ngọc Bích. Còn tại vì người Việt Nam mình đi về thì thấy chùa có nhiều vàng bạc, cái nền thì làm bằng bạc và có cái tượng Phật bằng vàng nặng làm từ 25kg vàng, cho nên mới gọi là chùa vàng chùa bạc. Thì ở đây là ngôi mộ của vị vua đầu tiên, cái người mà đã dời kinh đô về đây và xây hoàng cung với lại xây chùa. Thì bây giờ mình sẽ vào tham quan chùa vàng chùa bạc và mình phải đeo khẩu trang và không có được chụp hình quay phim gì ở phía bên trong hết. Rất là đáng tiếc. Thank you.
Đây là khách sạn mà mình sẽ ở tối ngày hôm nay. Khách sạn ở Phnom Penh thì nhỏ hơn, dơ hơn so với khách sạn mà mình đã ở Siem Reap. Thì mấy anh hướng dẫn viên cũng có xin lỗi và cũng có nói là tại vì khách sạn đóng cửa 2 năm do dịch Covid, cho nên mới vừa quay trở lại hoạt động thì còn nhiều thiếu sót. Bên phía công ty Vietravel thì cũng có tặng thêm cho mỗi khách là một phần nước cho bữa tối để xin lỗi về những cái bất tiện mà khách gặp phải ở khách sạn. Nó nói là mà lỗ mà thông báo là đi một cái nữa rồi. Mà cái một đó là cái hầm ngầm. Nó đi qua luôn, nha, cái lỗ mà không có đi qua. Thì mình thấy là mình là xe chạy về đây là ổng trong thấy hết rồi mình. Dạ, thấy hết tất cả hết rồi cái gì. Như là cái đường này đó là không cho xe ba bánh chạy lên, cũng như tốt nhất là không cho chạy thôi. Cấm mọi người không cho chạy. Trước bữa tối thì đoàn ghé thăm tượng đài hữu nghị của Campuchia với Việt Nam. Thì ở đây là có tượng của một anh lính Việt Nam với một anh lính Campuchia và một cô gái đưa bế trên tay một đứa con. Thì ở chỗ này có một cái quảng trường mình thấy cũng khá là giống phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tối nay cả đoàn cũng dùng cơm ở một nhà hàng và có chủ là người Việt. Và nhà hàng này cũng có chi nhánh ở Việt Nam luôn. Qua né cái mặt ra. Đúng rồi. Đây cái galo 1 này, bên tay trái. Ê, xin lỗi bên tay phải ơi. Dạ em hẹn giờ thì mình xuống xe chỗ nào là điểm hẹn tại đó. Còn mình đi ra thẳng ra phía sau. Đi đâu vậy chứ không? Mình vô chợ lớn mới cũng cảm giác là tiền bạc của mình. Tiểu từ đầu á, em quen tôi nhanh lên thì em giới thiệu được coi chợ thế nào luôn. Chương trình đào chia chung rừng đỏ sắp lục xoay đến những cái nhà.
Anh cảm thấy anh ngại quá. Ở chỗ đây rồi, lâu nay cách kỳ, cách dẫn lâu lắm rồi. Cách muốn xài mà biết sao đây. Anh rước này, anh rước này.